Các cơ quan nhân đạo y tế của Liên Hợp Quốc cảnh báo chiến dịch tấn công quân sự của Israel nhằm vào Rafah có thể dẫn đến cuộc tàn sát dân thường. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Jen Laki cho biết bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn hơn đối với hơn 1,2 triệu người Palestine chạy nạn đang cư trú tại đây theo ông tấn công quân sự vào rafah đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn người là cú đánh mạnh vào hoạt động nhân đạo ở toàn bộ giải gaza cùng thời điểm tổ chức y tế thế giới who cho biết cơ quan này đã lập ra kế hoạch dự phòng có tên gọi cứu giúp để sẵn sàng ứng phó với một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tiềm tàng nhằm vào rafah